đường, ngâm đường, ngâm mắm. Hai anh em mình xin kính chào các bác chị bạn. Chào. Trước tiên hai anh em mình xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe giàu năng. Vâng. Hôm nay sẽ ăn gỏi ha. Rồi. Gỏi này cũng hơi bị độc lạ đó. Thì có dưa leo với lại cà rốt, thịt nguội. Đó. Là mình làm cái sốt, sốt giống như sốt Thái vậy đó. Mình trộn vô. Thấy cái màu ngon quá. Ừ. Giống sốt Thái. Ủa nãy mình cân thứ 3,5 còn 3,4 còn nhót ra. Em không có đụng gì đâu. Anh chỉ nói thôi chứ đâu có em đâu. Nhất chương. Đó bây giờ hôm nay ăn gian chút xíu cho tròn số là 3kg. Đó. Đó không tính. Rồi, tất cả đều hết nha. Rồi. Anh được 35 phút như mùa bữa luôn. Trời. Cái này là anh không nuốt. Được đâu á. Khó lắm nha. Khó gì dễ khó lắm. Trời. Rồi ok. Lấy nước mời cô chú anh chị các bạn dùng gói. Được vậy nha. 1, 2, 3. Ngon gặp mấy con ngon cũng nhiều rễ ha, bia cũng ngon anh, đúng rồi. Lúc rồi một bó lố cái này ta nhậu chắc khoảng 5 người không hết, không nói đâu sợ lắm đúng rồi.
Thank you.
cái muỗng không bao? Muỗng muỗng nhuyễn nhuyễn ha. Vâng. Ông
ổn anh thôi. Bằng nhanh thiệt, một mâm gỏi có lố ăn nhanh thiệt. Quá hay. 24 phút thì thiệt. Cái mà gỏi này nuốt lẹ không dễ nuốt mà bỏ móc nuốt lẹ quá. Thôi. Quá hay. Ok bạn tưởng của anh Ban. Quá hay. Ăn công nhận anh Ban nuốt giỏi thiệt. Hai anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an. Xin chào và bye bye.